Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần 2, phần thiết kế lưng của bài hướng dẫn cắt may quần váy. Trước hết các bạn sẽ kẻ một đường thẳng dọc như thế này. Đường thẳng dọc này là chiều dài của lưng. Và một đường thẳng ngang để mình lấy to bản lưng. Thì từ điểm này chúng ta sẽ lấy lên to bản lưng là 3,5 cm. 3,5 cm này là thành phẩm nha các bạn. To bản này là to bản thành phẩm. Và mình kẻ tiếp một đường thẳng dọc nữa, như thế này nữa. Sau đó mình sẽ tính là ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia cho 2 và cộng thêm cho 3,5 cm. 3,5 cm này là độ dúm, độ co giãn của thun. Vòng eo của mình là 68, chia 2 thì được 34, và cộng cho 3,5 cm nữa thì bằng là 37,5 cm. Và mình kẻ một đường thẳng ngang lên như thế này thì chúng ta sẽ được cái chiều dài của lưng. Từ điểm này chúng ta lấy ra là 4,5 cm là cái đầu lưng. Từ điểm này chúng ta lấy vào 14 cm. Và từ đầu này chúng ta lấy vào là 13 cm. Cái đường này là đường vải gập đôi. Mình vẽ hai cái đường này để mình làm dấu. Các bạn sẽ bỏ thun vào. Các bạn sẽ cắt một đoạn thun ngắn và các bạn bỏ vào cái vị trí này, sao cho khi thành phẩm các bạn mặc nó sẽ vừa khít với vòng eo của mình. Thì phía này là sẽ là cái đầu lưng. Cái đoạn này sẽ may vào thằng trước này. Và đoạn này sẽ may vào thằng sau. Và cái đoạn này sẽ là may thun. Thì mình chưa được may thì xung quanh mình sẽ chưa là 1 cm. Lưng nhân 2. Cạnh trên là vải gập đôi cho nên chúng ta sẽ không chừa đường may. Thì mình sẽ tô đậm lại cho các bạn thấy được rõ. To bản lưng này là 3,5 cm. To bản lưng thành phẩm là 3,5 cm. Tức là to bản là 7 cm. Và chưa tính thêm đường may. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Nếu các bạn có thắc mắc thì hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và xin cảm ơn tất cả các bạn.